Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái video cùng với lại con gấu nhà tôi và cái xe tôi đang ngồi đấy. Cái xe cút kít huyền thoại. Hôm nay thì là sẽ chơi cùng với gấu. Đó chính là tôi sẽ thử cho con gấu kéo xem là nó có thể kéo được tôi hay không. Ok. Đây này, buộc dây vào sẵn rồi này. Bây giờ ngồi đây. Kéo đi cu. Kéo đi gấu. Kéo đi. Kéo đi cu. Mày có thể đi được không? Đi đi. Gấu. Đấy đúng rồi, đi đi, kéo ra đi. Nó kéo tôi lại các bạn. Rồi kéo đi. Kéo. Kéo đi. Ô hay mày kéo vậy thì làm sao đi được. Cái con ngáo cần này. Kéo vậy ngang ngửa tôi ra chết đi. Come on. Rồi đây nha, bây giờ nha các bạn nhìn này. Mày phải kéo đường thẳng kia kìa. Đấy đúng rồi, kéo đi. Kìa đấy. Kéo. Come on. Let go. Đi. Come on. Kéo đi. Đâu à. Đậu xanh nó không kéo được các bạn, hình như là tôi nặng quá hoặc là không có người nhử nó. Bây giờ là tôi sẽ vào tôi gọi thằng Cú Thành ra cho nó ngồi ở đây. Đấy, sau đó thì tôi sẽ đứng ra kia tôi gọi con gấu xem là nó có đi di chuyển hay không. Nếu mà nó di chuyển nó sẽ kéo thằng Cú Thành. Bởi vì là thằng Cú Thành nó nhỏ người, nó nhẹ cân. Tôi bây giờ khoảng tầm gần 70 cân, ngồi ở đây chắc không kéo được. Đi vào gọi thằng Cú Thành. Thằng cháu đang trong nhà, bây giờ tôi gọi một phát là ra ngay. Thành ơi! Thành! Thành ơi! Thành! Đậu Thành gọi khản cổ không ra, thằng cô này không biết là làm cái gì mà gọi không ra. Thành ơi! Thằng này ngáo ngơ. À, làm gì mày anh đấy cô ơi? Đi ra nhờ tí việc, làm gì đấy? Cái nó đẩy game. Đẩy game mà sao cười ngạc ngạc như thằng ngáo ngơ, thằng ngáo cần này. Đấy, nhiều quá. Gần hết cửa hàng game phê. Nghe cái câu mà tải gần hết cửa hàng game là thấy hơi khoai đấy các bạn. Đậu xanh. Xem nào. Ui dồi, đơ hết cả máy tôi ra rồi. Cái gì đây? Ui dồi. Ui dồi. Đậu xanh. Ui dồi ơi. Cái này tải này các bạn, gì đấy nó tải cả đống game vào máy tôi bây giờ này. Xem nào. Ui, đơ hết cả máy rồi này. Bảo sao nãy giờ ngồi cười như là thằng ngáo cần này. Say rượu à? Nó bị ngáo các bạn đi. Mẹ ngồi tải, mẹ tải 2-3 trò thôi, chơi đã thấy hết, đã thấy chán rồi. Bây giờ nó tải gần hết cái cửa hàng game đậu xanh này, nó bây giờ ngồi đếm không biết bao nhiêu trò. Bây giờ là chơi game hay là ra kia hộ anh việc? Chơi game. Cái thể loại nghiện game không bao giờ có thể chữa trị được. Này bây giờ chú tính sao mà cái điện thoại anh như nào chú tải gần hết cả cái cửa hàng game mà bây giờ là đây các bạn nhìn này. Có tải này, bao nhiêu game mà lại bây giờ đơ hết máy ra rồi này, đậu xanh cho nó này, máy này loạn hết cả lên này. Cái nỗi khổ khi mà cho cái thằng Tò Văn Thành đậu xanh cho nó vẫn còn cười được, mẹ buồn cười lắm à? Hả? Nghịch máy tải mấy trăm trò máy tôi bây giờ đơ hết cả máy ra vẫn còn ngồi cười được. Hả? Chơi vui mà. Vui điếu gì mẹ, đậu xanh này, máy này các bạn nhìn này. Giờ đơ này, điếu vào được cái gì luôn này, đơ thật vụ rồi ấy. Đây này. Đây đố vào được luôn. Này, đơ hết cả máy bây giờ ứng dụng không vào được các bạn nhìn này. Đấy, bây giờ bấm này như điên này, đấy. Bấm từ giờ sáng mai không vào này, đơ hết cả máy rồi, đậu xanh. Ok, nói chung là máy đơ cũng chả sao cả. Bởi vì là máy tôi thì đã cài sẵn cái ứng dụng mà dọn dẹp rác rồi. Đấy, bây giờ là chỉ cố gắng vào được cái ứng dụng đó. Sau đó thì sẽ dọn dẹp rác. Thì máy nó sẽ đỡ đơ chứ tải bao nhiêu game này không đơ hơi phí luôn. Bạn nào không tin thì cứ thử cho cái thằng ngáo ngơ này nó tải khoảng tầm gần hết cái cửa hàng game khoảng tầm mấy trăm game vào điện thoại xem máy nó có đơ không. Đơ là chắc luôn này này, bây giờ đang đơ này. Bây giờ cố gắng vào cái ứng dụng mà Nook Clear để có thể là dọn dẹp rác. Ok, đây là một ứng dụng mà dọn dẹp rác rất là hiệu quả. Đấy thì tôi cũng muốn giới thiệu các bạn luôn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ truy cập vào ứng dụng Nook Clear để dọn dẹp sạch sẽ rác sau khi mà tháng ngày tôi đã tải về rất là nhiều game. Đây là một ứng dụng mà giúp chúng ta có thể dọn dẹp rác rất là hiệu quả, giúp máy chúng ta có thể mượt mà hơn, trơn tru hơn và đỡ bị giật lag sau khi mà tải nhiều ứng dụng về. Đó, ở đây nó hiển thị những cái thông số như kiểu là về RAM này và độ C của pin, 51% không gian lưu trữ. Bây giờ tôi sẽ quét để xóa tất cả những cái rác sau khi mà thằng em tôi nó nghịch máy rồi. Rất là giật lag luôn. Rồi. Đang dọn ứng dụng. Bộ nhớ đệm là 1.9 MB. Gỡ bỏ tồn đọng là 92.8 KB. Quảng cáo rác 322.5 KB. Có ứng dụng không dùng là 0 KB. Rồi, dọn hết. Ok, đã dọn xong. Rồi, bây giờ thì là có thể ứng dụng chúng tôi không? Động viên trụ luôn. Rồi, tôi sẽ vào đây. Đó. Đây là ứng dụng tăng tốc giấy yêu giải phóng bộ nhớ. Có 500.000 lượt tải xuống. Rồi, cái điểm ở đây được khách hàng chấm
là 4.8 điểm. Đó. 4.8 điểm luôn. Người ta đánh giá các bạn này, 5 sao à. Đó. Ở đây tôi sẽ đọc thêm để cho các bạn hiểu. Cái tính năng mới ở trong cái ứng dụng này là tăng bộ nhớ điện thoại và hiển thị nhiệt độ CPU, ưu hóa tính năng của app. Đó, đây là những cái thông tin chi tiết mà các bạn có thể tìm hiểu về cái ứng dụng này. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ xếp hạng ứng dụng này 5 sao. Đó, gửi luôn. Dọn dẹp chuyên dụng thì có dọn dẹp Facebook này. Dọn dẹp này. Đó, đây là dọn dẹp cái ứng dụng rồi. Rác không có. Không có rác nó sẽ không hiển thị các bạn nhé. Quản lý hình ảnh, cái này rất là hay này, tôi sẽ giới thiệu các bạn này. Đó, ấn vào bắt đầu quản lý hình ảnh. Sau khi mà quản lý hình ảnh xong thì nó hiện ra những cái thông tin này như kiểu ảnh tương đồng, ảnh siêu lớn, ảnh chụp màn hình, video điện thoại, ảnh mờ. Trong ảnh tương đồng này nó sẽ hiển thị ra những ảnh mà nó giống nhau, nó rất là hay luôn. Ảnh nào giống nhau nó sẽ sắp xếp gần lại với nhau. Các bạn thấy không? Đa số là những bức ảnh rất là giống nhau. Rồi, ảnh siêu lớn này, đó, những ảnh có cái độ và phân giải lớn, ảnh chụp màn hình này, đó, rất là hay. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ thử ra xem là máy của tôi nó còn đơ hơn không. Ok, hoạt động trơn tru rồi. Đây các bạn nhìn này. Thằng em tôi có tải game này, đây cho các bạn xem lại một lần nữa này. Nó tải rất là nhiều game luôn, lúc đấy lag còn không thể vào được cơ. Không biết nó tải nhiều lắm gì. Đấy, ít nhất là hơn 100 game trong đây rồi. Đó, quá trưởng. Này, thấy không? Rất là nhiều game luôn, đậu xanh anh em. Ok, sau vài phút dọn dẹp thì là cái máy của tôi nó đã hoàn toàn bình thường nhờ ứng dụng Nook Clean. Bây giờ thì là tôi với thằng cô Thành sẽ ra ngoài kia để chơi cùng với lại con gấu. Đấy, con gấu không biết là bây giờ đang đi ra đây quên. Tí nữa vào chơi game sau đấy, tải bao nhiêu game cho chú chơi cả năm không hết. Đi ra đây, come on. Cái xe kìa đấy con gấu đang kéo kìa. Lên xe ngồi xem là nó kéo được không chứ anh nặng quá không kéo được. Đấy con gấu này bây giờ là nó đi đâu nó cũng được cái xe. Xin kia thôi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cho thằng cô Thành nó ngồi lên cái xe này để cho con gấu xem là nó kéo được không. Rồi, ngồi lên. Đây đây. Đây đây. Đây đây gấu. Đây đây. Đây đây. Đi 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 lại đây lại đây, come on come on. Đây các bạn nhìn này, cái thể loại này nó lười lắm cơ. Ok, con này tôi nhử từ nãy giờ mệt lắm rồi nhưng mà nó không đi được. Bây giờ tôi sẽ tìm cách để cho nó phải kéo. Bây giờ là gọi không được đúng không? Cho nó ăn. Tôi vào kia tôi kiếm đồ ăn để tôi cho nó kéo. Thành cứ ngồi nguyên đấy nha, anh đi kiếm đồ ăn. Đây rồi, tôi vừa lấy miếng chả, chả vàng chưa? Ủa, nhìn như là, nhìn giống cứt khô vãi chưa? Nhưng mà không sao, tôi đùa đấy thôi, bây giờ là, ngon quá. À, chuẩn bị vào vị trí Thành ấy. Ngon quá các bạn. Cái ngày mà không hưởng nó, thôi đấy, ngon biết không? Đó, dừng, 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 dừng. Đã rồi. Đấy, ăn đi. Ngon ngon ngon, này này, lúc nó kéo phải đà một tí để nó có đà. Nó ăn hết cụ rồi, cái con này, nó mất dậy, nó vồ một phát hết cả cái miếng đấy luôn. Bây giờ em phải từ từ. Rồi tiếp theo là một miếng dưa, dưa rất là ngon luôn. Con gấu không biết nó đang đứng nó nhìn cái gì. Ăn không Hành? Mày ăn không? Có lâu, ok bây giờ à. Con gấu đang để lùi em đi à. Gấu 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 gấu. Ngồi lại. Ngồi bên dưới đi. Ngồi lại, ngồi đi, ngồi đi. Phải đi theo nó nha. Đạp lại, đạp theo nó, khi nào mà nó kéo được là thả ra nha. Tôi nhả ra thế đó. Nhả ra. À, gấu gấu. Đây lúc em dẫn bạn đây, nhìn hay chưa? Đó, gấu kéo xe này các bạn. Ước gì tôi bé thằng Vũ Thành để cho nó kéo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khổ thân. Nó khỏe các bạn. Đây là gấu Bắc Cực. Nhiệm vụ của nó ở Bắc Cực đó chính là kéo xe tuyết. Còn về Việt Nam thì là kéo xe cút kít. Thế tôi chạy theo mà tôi quay cái đội này nó mệt. Mỏi hết chân rồi các bạn ơi. Thằng kia bây giờ là bỏ game chơi lái xe với gấu. Có thích chơi game không này? Chơi gấu. À thích chơi gấu à? Đấy các bạn thấy không? Tải cả đống trò chơi về. Cuối cùng là bỏ chơi, đi chơi với gấu, đậu xanh mẹ. Thật sự là tôi cũng muốn bé như thằng con này cho con gấu nó kéo lắm nhưng mà không thể được. Đó, con này nó kéo nó không mệt, nó giờ nó lại đòi kéo tiếp. Như nó kéo. Mệt. Đi đi vào đây cho ăn nhanh nhé. Ê, nó cứ đi kìa. Nó cứ lôi thằng con này đi, nó không thèm dừng. Gấu ơi, về nhà. Ok, sau hơn 5 phút kéo xe với thằng Vũ Thành ngoài đường thì là bây giờ thằng gấu nó về đây, nó nằm đây này các bạn nhìn này. Đấy, nằm thở hổn hển này. Nhìn tội nghiệp vãi, đáng thương quá. Thôi, nằm đấy nghỉ ngơi nhá. Đây là lần đầu tiên mà con gấu nhà tôi được kéo xe nên là tôi nghĩ nó rất là lạ. Thứ hai là rất là mệt. Bởi vì là nó phải kéo cái thằng Vũ Thành tầm 30 cân mà con này nó nặng 50 cân, tức là nó sẽ phải kéo cái trọng lượng cơ thể bằng nửa cơ thể nó. Nhưng mà may là có cái bánh xe này nó sẽ kéo rất là dễ dàng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên. Và sau cái lần này tôi nghĩ là tôi sẽ cho nó áp dụng hình thức là tập thể dục bằng cách là kéo xe cút kít. Mỗi ngày cho luyện tập tầm khoảng 5 đến 10 phút để cho cơ thể nó dẻo dai, nó săn chắc, nó khỏe mạnh hơn. Đấy. Thì ở đây tôi nghĩ là một cái bài tập thể dục nó rất là hiệu quả đối với lại con chó nhà tôi. Ok, có lẽ là tôi sẽ cho con gấu nó nghỉ ngơi đi, bởi vì là kéo xe từ nãy giờ nó cũng rất là mệt rồi. Tôi cũng rất là mệt luôn. Nên là tôi sẽ dừng clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.